trộn cái này làm gì ấy? Làm hôm nay đắp lò mọi người ạ. Đắp lò. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tam Mao TV. Trời bắt đầu trở rét rồi mọi người. Rồi. Hôm nay mình sẽ đãi Mao Đệ một món gọi là mùa đông ăn gọi là hết rét. Còn ăn gì đấy. Đấy. Nhưng mà làm món gì? Ngày xưa mình đã từng được ăn ở dưới Hà Nội, đã được ăn món lẩu cháo. Mày nghe nó lẩu cháo rồi chưa? Nhưng đấy, mà lẩu cháo sao lại liên quan đến đất? Cho đất vào ăn cùng. Ơi! Anh chửi ơi à? Ơi gì mà ơi? Cho đất vào ăn cùng. Nhà này có điêu. Có điêu mà anh nặn nói gì có. Nặn ấy là nặn gì? Nặn người đất. Người đất. Cứ tượng à? Nay đây là mình đang chuẩn bị thiết kế một chiếc lò vi sóng đặc biệt để ăn lẩu cháo. Mà lại cái bắt đầu gì? Làm mấy cái linh tinh trong lòng ta là vòng nhưng lại hỏng đấy. Hỏng là hỏng thế nào? Anh làm ý tưởng của anh nhiều lắm. Nhiều gì? Anh mà lại có nhiều trí lắm. Nhiều trí đấy. Trí lớn. Nhưng là lớn quá lại không làm được. Nào tránh ra. Vẫn hơi khô. Đâu? À vẫn hơi ướt. Đâu anh đắp lò của anh đi xem nào. Lò vi sóng chẳng có lò gì. Nó bằng 3 viên gạch đắp vào cả. 3 viên gạch đắp vào là cái gì? 3 viên gạch kê là chuẩn nhất. Cứ từ từ bình tĩnh. Từ từ. Nó phải bình tĩnh. Nhưng mà lò này mà hôm nay anh chẳng mang lưới để đánh. Đánh lưới lấy cá xong rồi làm lẩu cá luôn. Mấy con tép rô giòn rắn giòn đấy bây giờ không tính chuyện. Uầy, thế có cuồng đế không? Cuồng đế á? Cuồng đế mày xuống kia vào mỏ. Thế đời rắn giòn lúc nào cũng rô giòn rắn giòn, lúc nào cũng cuồng đế. Học được câu của ai chẳng biết. Làm mà cho chỗ này nó phải ăn uống là nó phải sạch sẽ, hiểu không? Chả hiểu. Yêu con trứng con này, con trứng con này. Tí nữa nướng luôn. Cho nó chín luôn. Chín luôn. Chết luôn tại chỗ. Anh đắp nhanh nhất đấy. Cứ phải từ từ bình tĩnh nhé. Ở bên dưới vẫn phải để một lớp chứ không nó nổ. Từ từ nổ thế nó được mà nổ. Hôm trước mình nấu nổ đâu mà nổ. Không nổ được. Cái gì là cũng phải bình từ. Bình từ, bình tong. Mày thì biết làm cái gì. Này, đem con này đi mà nướng này. Con này tí xíu này. Rắn giòn. Run đấy. Run. Con run này là tập làm ngày xưa mình cũng làm nghệ sĩ gọi là nặn đấy gì? Nặn gọi là như kiểu bên Bát Tràng ấy. Em cũng nặn được rất nặn nhỉ. Nghệ sĩ nặn lớp con voi nhỉ. Đợt lớp mấy nhỉ? Lớp mấy hay học nặn rất nặn này. Đấy. Lớp 3. Chả biết được. Nặn. À hôm nay anh mua cho em một đống đất nặn đi. Đất sét đây ngoài đồng ấy. Đất sét nó bẩn. Nó bẩn. Chả thế. Chứ đất nặn này nó mới dính. Cá sét bẩn. Cháu ngồi đặt vào nó oải ngay. Con người ta hơn nhau ở cái đầu. Tí nữa mày xem nó oải nhá. Thế mày làm to ra chứ. Không phải to, tí nữa hãng có cách. Có cách. Anh đặt bừa. Sao anh không làm tròn xong rồi lấy cây pẹt này là sáu. Cái pẹt này còn đắp thành mồ. Cái gì nó cũng phải từ từ, nghệ thuật là nó phải từ từ. Cây đặt vào pẹt làm lỗ hổng cái gì. Pẹt cái gì? Tí nữa sẽ có cách. Mày làm sao mà hiểu được. mùm đẹp thế. Đó, đi tí nha, chỗ mình ngồi là phải sạch. Sạch xế. Sạch xế. Đồ sạch chưa? Chưa. Cứ phải bình tĩnh. Nhưng mà chưa có gì ăn. Tí nữa, tao chuẩn bị hết rồi. Anh có hôm nay sẽ đãi Mao Đệ món lẩu cháo lòng chế lợn các thể loại gọi là lẩu cháo lòng chế lợn. Lẩu cháo. Thế thì có mạnh thì nấu cháo chó thì khó. Cháo chó. Lẩu gì? Lẩu này, xong lại còn cháo này. Lòng các thể loại. Sao mày chưa được ăn lẩu cháo bao giờ? Chưa. Đấy là hôm nay tao chưa bắt được chim bồ câu nữa lẩu cháo chim bồ câu. Nhà Dũng thì xỉn có đây. Thôi rồi. Hả? Không bắt. Được tài. Được tài. À, chưa bắt cái này khóc đấy. Bắt chim rồi khóc đấy. Anh đấy. À, mày bê cho anh cái nồi đất kia để ướm thử cả. Nay em mang súng cao su lên bắn. Nhanh. Ướm thử cái nồi đất cái xem là nó sẽ như thế nào. Hôm nay là chặn đường làm ăn của mọi người luôn. Hôm nay đi qua đây luôn. Đấy. Muốn đi qua là phải bước qua sắt. Vào đây đặt ướm thử. Tay anh đang ngồi. Có đấy này. À, rồi đẹp, rồi nhà ra. Có một quả ớt ở trong này. Anh ăn không? À, ăn đi. Để đây tí nấu đó. Cái này đã có nhọ rồi này. Nấu có mấy lần được cạnh nhọ rồi này. Rồi, bây giờ mày muốn biết làm sao để nấu cứng lại không? Đốt. Đốt làm gì? Bây giờ á. Đấy kia. Đấy gì? Đấy mấy hòn đá. Nhét nó vào hoặc là cái cành cây cắm nó vào. Oài nhét vào vẫn không cứng, chỉ đốt mới cứng thôi. Đốt thì nó cũng cứng, nhét vào nó cứng thêm. Rốt thế. Anh không thấy gạch mới vừa đặt vào vẫn sỉ. Sỉ. Đấy. Đây là chiếc lò vi sóng mặt đất của anh em mình. Ái dồi. Kinh gì? Ừ, đi lấy đá nhét vào đã. Hả? Ai xả thông minh phết đấy. Nào, đặt lên thử xem nào. Đấy. Đặt lên. Rồi rồi. Cân chưa? Cân chưa? Đặt cân đi. Xoay một tí. Chưa cân. Đây. Cân không? Cân thì nó lệch nồi. Cân rồi. Được rồi. Nào nhắc xuống. Chuẩn phết đấy. Con này cả nhìn ngu mà khôn đẹp phết. Tao lại vả nó bây giờ. Chẳng thế. Đời gái anh làm hỏng nhé. Oai thỉnh thoảng làm được một cái. Oai về que kỷ. Bây giờ là đã xong chiếc nồi. Bây giờ anh em mình sẽ chuẩn bị bước tiếp theo. Từ để anh đi rửa tay sạch sẽ. Đừng có làm bẩn cái khu này nhé. Ok. À để em rửa cho. Đừng rửa. Có nước thì rửa. Đừng. Tí mình ngồi bên kia mà. Lấy nước rửa cái mấy cái nơi đi. Đừng. Nhìn cái này ngon nhỉ. Mọi người thấy cái gì chưa? Đây là một cái gọi là dạ dày. À cái gì nhỉ? Chế lợn. Cái này là cái bọc con đấy phải không? Hả? Bọc con lợn con phải không anh? Bọc con lợn con á? Chả biết rồi. Cái này là chế con lợn con nó chui trong cái chế này này. Con lợn con nó chui trong điều trị này này. Chả thế à? Chả biết đấy. Chả biết. U rồi. Nước. Lấy cho em một miếng trước. Chưa chín. Mới trần qua thôi. Mới trần qua thôi, chưa chín đâu. À mình nêm kia vào cháo đi. Đây. Rồi cháo của anh em mình là sắp được cháo rồi. Cháo mà để cá nấu rồi. Chả có cái tân nước. Thì nó đã nở ra đâu, mày cho gia vị vào. Rồi. Cho gia vị đây. Mắm muối, mình chính muối cơ cả. Đấy, xong rồi nêm nó lên. Đấy, nó phải nở cháo, nó phải nở bung bét ra thì nó mới bắt đầu ngon được. Nở bung rồi mà. Chưa, mình nó nở bung. Rồi mình bắt đầu thái cái này ra cho nó. Ê, cái này mà cho đường vào uống như kiểu đấy ấy. Như kiểu gì? Nước gạo mà. Nước gạo gì? Điên này. Cái này cho đường vào ăn ngon đấy. Nêm đi. Có đường vào húp sướng. Nêm vừa đấy, vừa nhá. Một muỗng này. Và hai muỗng này. Thế thôi. Cái này cho thêm một nửa muỗng, cho một muỗng. Rồi. Đấy, nó đã khuấy lên. Tuyệt vời. Ấm này ra đồng rét rét mà có nồi nó bốc khói lên phê nhỉ. Có nồi lẩu cháo này thì phê lắm mọi người ạ. Vẫn hơi nhạt, cho một tí muối đi nhé. Thì mình nên vừa là được. Không biết thế nào là vừa. Trời đừng có phá nhá. Hỏng tao giết bỏ đấy. Ơi, thế này phải cho hạt tiêu vào anh ơi. Mọi người thấy... Anh ấy phải có hạt tiêu. Hạt tiêu á? Tôi không phải được voi đòi tiền đâu ạ. Hạt tiêu ăn cháo. Ngoài đồng chỗ mình không có tiêu. Đấy, xòa. Chắc ăn được rồi đấy. Ăn một lần nhớ một đời. Tí nữa anh đi mà nấu lại. Ui trời. Cho nó sôi lại mọi người. Ai, ngon đấy, cho em ăn chưa một cái nhé. Chưa chín mà cứ đòi ăn nhỉ. Chín rồi. Tí nữa. Đấy, mỗi thằng một mâm. Đã nhỉ. Đây là mỗi thằng một mâm. Thì cho em mâm kia. Mày thích mâm nào cũng được. Mâm nào nhiều thịt. Mâm nào thì nhiều thịt. Thịt thoải mái luôn. Thoải mái, mỗi mâm có một tí. Thịt lợn đắt trời. Biết là tao mua cả thịt trâu đấy. Đây là thịt lợn. Thịt lợn mà đỏ này. Thịt trâu đấy. Thịt trâu bây giờ chả khác gì thịt lợn này. Thịt lợn gần bằng thịt trâu rồi. Hôm trước em đi mua thịt thế. Bao nhiêu? Không biết. Nhưng mà người ta lấy rất nhiều tiền. Thịt lợn bằng được thịt trâu. Chả thế. Con lợn nó có đi cày được như con trâu không? Nhưng mà con lợn nó nhà sướng hơn. Sướng hơn. Thế nó được ở trong ăn cám. Rồi con trâu nó phải đi ra đồng ăn cỏ. À chà. Quả chữ này. Tao cắn trước miếng. Cắn trước miếng. Tao đang đói sốt ruột rồi. Mà không thấy mọi người cũng đang đói sốt ruột rồi à? Nó lại cá vần chỉu rồi. Vần chỉu gì? Mình về danh này. Về danh gì? Về chết nhà này. Hơi lỗi kỹ thuật tí mà. Rửa không rửa trên. Từ bẩn. Bẩn gì? Bẩn ấy không là ở mình. Châu bò 30 năm không tắm vẫn 20-30 triệu đấy thế. Thế thì anh ấy chỉ có mấy triệu thôi. Sao? Anh mấy ngày tắm một lần thì kém hơn châu bò. Châu bò tận. Châu bò á? Điêu! Anh đừng có bốc phét đi. Cái gì? À châu nó tắm suốt. Nó cũng tắm nhá. Bò. Mày thấy bò tắm bao giờ? Nó tắm mưa, bò em tắm mưa suốt. Bốc phét. Rồi nó nói chung là tắm làm gì mai nó lại bẩn. Mà mình có bẩn đâu mà tắm. Bò em mới. Chỉ có những thằng bẩn như thằng Mao Đệ nó mới phải tắm thôi. Này anh ơi bị bẩn này. Tắm gì? Cái chết nó nhìn nó không được ngon lắm nhỉ. Hay là con lợn này chắc lại kia rồi. Đó. Con lợn nó bị dịch tả châu Phi rồi. Hay là mình bị lửa nhỉ? Nhưng mà qua dịch tả. Này! Cho em xin miếng. Không phải rửa cái đâu, xin miếng. Đấy. Ăn đấy bà. Chị chín. Ngọt, thấy mát chưa chín mà tao bảo rồi. Vừa mát vừa ngọt. Giòn giòn. Mát nhỉ? Chưa chín thế cũng thấy đỏ lòn đấy à? Tao nếm thử để xem nó thế nào. Ăn như ở giúp cả. Sòn sòn như thế. Sôi chưa? Cháo sôi chưa? Thôi đói lắm rồi không có đợi nhiều nữa. Thôi tạm thời cứ thái chừng này thì ra. Ăn hết lại thái tiếp thì nó mới đẹp. Nào mình chọn mâm nào. Mỗi thằng một mâm. Mâm kia. Ai xa chà nào. Rồi. Đó đi. Xa xa. Mình ngồi đâu? Em ngồi đây. Cho mình ngồi đấy. Người nhỏ ăn mâm nhỏ, người to ăn mâm to. Con đấy. Em rửa đũa. Mình ngồi đợi nhá, anh lớp trước. Xin phép mọi người mình lớp trước. Tại vì nói chung là ngon. Nó hơi sôi sôi tí nhưng mà đói lắm rồi. Em chén cho ăn mới. Của thằng nào thằng Nhan. Thế để chung nhau lại còn. Để em mới nói. Đấy, đây là sách nhá, sách trâu. Sách trâu. Đấy. Đây là thịt trâu. Thịt trâu. Này, ai cho anh khuấy? Cho nhiều vào. Không được khuấy. Sang hết bên của anh rồi. Mà đi cho sách trâu. Này, anh đảo à? Ai cho anh đảo ra ngủ em? Ăn đôi ra. Tí nữa nó sôi thì anh ăn không vào. Kịp nhá. Thoải mái luôn. Ăn cháo ngon rất nhỉ. Tí nữa nó ra nước cháo nó húp mình xuống. Bán em chồng em chế này. Phải được. Này, bao nhiêu sợi tưới ớt này, chanh này. Ngon. Ngon. Đợi tí mọi người. Đây này cho... mãi chẳng sôi anh ạ. Chắc là sôi rồi. Đây cho đâu mọi người xem mà. Đây là nồi lẩu cháo lòng. Đây là lẩu cháo trễ lợn. Cháo trễ này, đây là trễ này. Đây là sách bò này. Sách bò này. Đây là thịt bò này. Thịt trâu. Thịt trâu à? Sách trâu. Thịt trâu này, sách trâu. Và này. Rau củ quả. Với cả đây là nấm này. Thèm chưa? Rớt ra chưa? Này. Đây là tắc tỉ tắc teng này. Tắc teng là cái gì? Đấy, tắc tỉ tắc teng này. Đấy là rau tầm bóp. Tầm bóp tắc tỉ tắc teng này. Tòng teng, tắc tỉ tắc teng. Đây, còn đây mới là cái chính của anh em mình. Ấy, ấy, sôi rồi rồi. Từ từ. Rồi. Sao thì nhúng với cháo. Ra mọi người ạ. Ôi như kiểu nhúng vào cánh mẹ nhỉ. Đấy, sôi rồi. Chín chưa? Chín rồi. Chín rồi. Sôi rồi. Đợi em thử một miếng. Đấy. Cái này phải chấm mù tạc anh ạ. Đây, thịt trâu này, mời tất cả mọi người nhé. Thịt trâu này. Sách trâu, trĩ lợn này, sách trâu này. Thịt trâu đâu? Những thịt trâu nào? Ấy, cho thịt trâu vào rồi mà. Đâu rồi? Sách đâu à? Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Nó lên giống kia mà. Thằng nào thái thịt trâu mà nhắm nhắm nhỉ? Anh như ái. Mời tất cả mọi người nhá. Trễ này. Thịt đâu anh? Đâu thêm miếng, em làm một quả cái. Đấy. À, đưa cả bát đấy. Rồi. Đấy. Ui, cả cháo luôn mọi người nhé. Rồi canh luôn đấy. Đấy. Wow. Ăn lẩu cháo phải ăn thế này. Này. Ơi, dúng một ít rau à? Dúng một ít rau. Không, rau sống này chỉ cần dún phát. Chén luôn. Không phải dún mà cho vào bát cháo này. Đấy. Đã đấy. Tắc tỉ tắc teng nữa. Wow, quả này ăn được xuống nhỉ. Chưa bao giờ ăn thoải mái như hôm nay. Sôi đấy. Hôm nay anh phải làm nồi lẩu mẻ cơ. Anh ạ. Lẩu mẻ. Canh mẻ à? Lẩu mắm tôm. Wow. Trên cả mức tuyệt vời mọi người. Chà. Giòn lắm đấy chứ. Ngon. Có một ít này vào. Có ớt này. Có củ ớt này vào. Wow, ớt. Lại đi. Quá tuyệt vời. Giòn lắm. Phải lắm. Có nên cho cả cái này vào nồi cháo không mọi người? Ninh cho nó ngọt. Đây, cái này, ôi, đây ăn cái này cho vào nó đầy mất. Thôi để tạm đây, đấy. Để khoe thôi, để vào đây nó đầy mất. Như cái sách bò này nhá. không nên ninh kỹ, mà ninh kỹ là phải kỹ hẳn. Còn này, đúng phát thế này, khoáng. Lạnh này ăn mì ớt rồi. Xong bắt đầu. Đấy cái này. À, cái này. Đấy, ui, to thế. Đấy. Xong bắt đầu thế này. Ui, sạch. Ui, cái miếng sạch này ngon này. Em ăn một miếng sạch. Miếng tí thôi, là nó chín, ui, giòn lắm đấy. Chà, chấm ở đây. Mới chấm ở đây. Có mùi. Tuyệt vời lắm mọi người. Giòn quá mọi người ạ. Ngon nhỉ. Nấm này anh ơi, nấm này. Nấu cháo, bây giờ nó mới sôi sệt này. Đấy. Thấy không? Hôm nay thiếu tí lòng á. Không, thấy lắm. Có lòng là nồi cháo lòng. Đây này. Cháo lòng phải tiết canh nữa chứ anh nhỉ. Miếng này. Đấy. Tầm đây thôi mọi người. Ngon. Đây là miếng đầu trễ nha. Đấy. Đây này, đây là cháo thịt trâu này, với cả cháo này, mới ớt này húp. Húp luôn này. Mày thử nhúng một miếng đầu trễ này vào. Làm như anh này. Thịt trâu ngon nhất. À. Thịt trâu mới cả. Đây, cho mọi người xem. Thịt trâu mới sách. Wow, thấy chưa? Thấy chưa? Đây, bắt đầu chấm đây đây từ từ. Đấy, kiểu nhúng ở đây này. Chấm vào ớt. Không, thế không ngon. Đúng cái này hàng sống hơn này. Chấm vào đây này. Thịt trâu mới sách nha, mà để chấm vào đây nhúng. Sách. Chưa không? Không, em thích ăn sách mới cả thịt trâu hơn. Chấm không để cho nó chín quá cơ. Ăn nó vừa chín tới đấy, ăn quê. Ôi, chuyển thành màu đen này. Chuyển thành màu đen? Đấy, có cồn đấy. Thì nó bã cồn chuyển thành màu đen. Rồi, vừa tới này mọi người. Tiếp tế bánh cồn vào cho. Đúng rồi đây, đúng rồi đây. Cho nó sôi. Nhưng mà sôi từ từ, nó sôi quá rồi. Cho ít rau tầm bóp à? Đây, rau tầm bóp đây. Rau rừng đấy. Tắc tể tắc teng. Rau tòng teng. Tắc tể tắc teng. Tắc teng là cái gì? Tắc tể. Tắc tể tắc teng mà. Ăn ngọt nữa. Ui, cho nhiều thịt trâu anh ơi. Thịt trâu mình nhúng cái thôi. Thế này đưa anh Bảo. Cái cháo này nó nóng, hiểu không? Nóng gì vậy? Săn lại cái thôi. Đấy, trời, thấy chưa? Thịt trâu phải nhúng cái nơi này mọi người. Ăn kiểu này, anh ơi. Rồi, đợi đã. Không, cái đấy nhúng làm gì? Cái đấy là rau sống, nhúng làm gì? Đặt vào đây. Đấy. Đấy, cả vào. Cho một quả ớt vào nhé. Này, cộm vào. Cho một lát ớt vào, xong trống. Ngon lắm. Dùng quả rồi. Đấy. Chết luôn. Ớt nồng quá. Ngon. Ớt nồng quá. Đã đồng thưởng thức lẩu mát ngon. Tao từ lúc tao mặc cái áo này trên thấy hay qua đây. Quê áo mới gì? Không phải áo mới đâu, áo cũ ấy, mới mặc lần hai hơn. Đây. Sau khi gần chén no rồi mà cháo bắt đầu ngon mọi người ạ. Bắt đầu ngon, anh đã ăn chưa? Tất cả ăn em nhìn lúc... như kiểu là cháo chúng cùng cô hồn ấy. Cúng cô hồn. Cháo đổ... sột sệt nó thế. Bây giờ cho nốt vào đi. Cho nốt vào. Cho thịt đấy. À, cho nốt vào ấy. Thịt bò đâu anh? Thịt bò vào. Hết bố rồi mà ăn hết thì còn đâu. Đây, gắp vào. Em gắp hết của anh vào nữa. Gắp sách nữa. Tổng tất vào. Đây. Làm một mẻ cuối cùng mọi người ạ. Đây. Xong ăn cháo đã nhỉ. Xong ăn cháo đấy, cháo đặc rồi. Rồi ấy, rau cho sau, rau đấy cho sau mẩy rốt thế. Rồi. Rau cho sau cho hết thịt vào. Đây. Đấy, đây. Wow. Mọi người thấy hấp dẫn chưa? Đấy, đây là cháo đấy. Sách sột thịt sách chưa? Bò ấy. Đấy. Đấy. Anh ơi. Không hết được. Thôi đừng phí. Ui, bây giờ anh em mình sẽ không lãng phí thức ăn nữa. Cho trễ vào. Chỉ ăn vào. Vừa phải, no là được. Cho hết sách vào nhé. Bây giờ cho hết cái cục kia vào nữa thì không ăn được. Không thể hết được. Anh đừng đảo để im. Chén dần đi. Chén tiếp. Nó chín rồi. Ôi, không phải ngại vết bẩn. Ngại gì vết bẩn, đã có Omo. Ai Toshiba Nagakawa Toshiba. Toshiba Aba. Xách được rồi. Nó ngon nhỉ anh à. Mùa đông nên khuyên mọi người nên ăn lẩu cháo nhá, ngon lắm. Là nó không cách rách gì cả. Tháng nay mình tận dụng ít công nguội từ hôm qua, đồ cho lợn để mình nấu cháo cho nó nhanh. Phải không á? Thế mới ngon nữa. Công nguội nấu cháo nhanh hơn nấu bằng gạo. Ngon mà nó lại còn ấm áp. Anh ăn được, em cũng ăn được. Đây có cả pịa nữa phải không anh? Không. Đấy, trong đấy là không có pịa. Có pịa thì lại ngon. Đây phải chơi phát này, phải múc này. Mọi người ơi, bây giờ nha em, cái nước tinh túy nhất hết vào đây rồi. Cái thịt nào cũng phải đúng vào cái cháo này. Đả một bát cháo. Đả một bát cháo no cả ngày. Cháo thịt ơi. Ôi trời ơi. Ngon thế. Trâu đâu? Không. Bắt cho một ít rau vào nhé. Cho một ít rau nhúng vào này. Nhúng vào bát này á. Wow, ngon kinh điển luôn nha. Này, đảm bảo u đợi nó nguội đã. Bỏ qua. Đây, mọi người. Ăn thịt trâu chấm. Trong tí nữa. Đây chính là cháo nguội ấm hút. Đây chính là tinh túy chắt lọc từ lúc nãy mới được bát cháo như thế này đấy mọi người. Ngon chưa? Nó quá. Nhưng mà phải ăn hết. Chứ hôm nay không cho cá nữa. Mùa đông lạnh này ăn lẩu trâu ngon nhỉ. Lẩu cháo ngon nhất rồi. Lẩu cháo trâu. Đừng sợ nó cháy nhá, không cháy đâu. Không cháy nổi đâu. Không bao giờ cháy được. Cháo loãng luôn. Nở ra. Ngon. Ngon quá mình. Thôi clip mà anh em mình xin phép kết thúc ở đây vì cái thời lượng nó bye bye tất cả các bạn nha. Các bạn thấy clip của mình ngon hãy để lại comment một like, khen comment một câu ống câu cạnh nha. Bye bye, chào tất cả mọi người nhá. Ngon rồi, quá ngon. Người nào tụ tập cứ lẩu cháo mà đã ngon á.